Vâng, tôi cũng thông cáo kính chào các bác nhá. Vâng, hiện tại là 2 giờ chiều của ngày 24 tháng 11 năm 2020. Vâng, thì trên màn hình nhỏ của quý vị nhìn đây là bộ tràn kỷ bằng gỗ đinh thối nhá. Và chất liệu gỗ đinh thối của một khách hàng đó là anh Giang ở thị trấn Thanh Sơn. Vâng, thì trước tiên chúng em bốc xếp lên xe để bàn giao cho anh Giang ở thị trấn Thanh Sơn, và em quay lại một video để làm kỷ niệm với anh Giang và giới thiệu đến quý khách nhé. Vâng, thì trên màn hình quý vị đây là bộ tràn kỷ bằng gỗ đinh thối nhé. Vâng, chất liệu gỗ đinh thối 100% của Việt Nam. Vâng, bộ tràn kỷ này là có kích thước là 2m17 các bác nhé. Vâng, mặt rộng 50, vai là 8x13. Rất chị đẹp, vân sụn rất là đẹp các bạn. Và được chúng em hoàn thiện bóng kính, chất liệu bóng kính và chất liệu là loại bóng xịn đấy, bóng của Hàn Quốc đấy. Chất liệu bóng trong veo như là kính luôn các bạn ạ, chúng gọi là bóng kính, nhìn nổi vân sụn rất là đẹp. Chất liệu gỗ đinh ta 100%, tay chu rất là đẹp. Và thì các bác nào có nhu cầu để sở hữu một bộ trang kỷ gỗ đinh như của khách hàng ở anh Giang ở thị trấn Thanh Sơn này, thì để nhanh tay xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Và cơ sở của em đây nằm tại xã Long Phúc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Phú Thọ đây. Và có số điện thoại trên màn hình này các bác này, 0987510806. Và cơ sở em là sản xuất đồ gỗ tự nhiên nhé, cũng là đồ gỗ tự nhiên sang trọng hôm nay giá trị mai sau đây. Và rất là đẹp, gỗ đinh, trường đinh. Và bộ ghế này em, bộ tràng kỷ này em giới thiệu các bác luôn là báo giá luôn các bác là kích thước dài 2m17, mặt rộng 50, chân là 9 chỉ. Và mặt liền đây, mặt là liền một tấm. Mặt liền một tấm các bác nhá. Vân rất là đẹp. Gỗ đinh 100% là gỗ đinh. Đây, mặt liền một tấm. Mặt phía cũng liền một tấm luôn, và cả sàn dưới cũng liền một tấm nhá. Và hai mặt là liền tất. Liền tấm hết. Gỗ đinh 100%. Bộ trường này là có kích thước là dài 2m7, mặt rộng 50, chân là 9 chỉ. Còn chất liệu là chất liệu gỗ đinh ta 100% gỗ đinh thối Việt Nam. Và đây rồi em làm hai mặt, chạm khắc hai mặt luôn các bác nhá, tứ quý đục tứ quý Tùng Chú Cúc Ma hai mặt. Vâng, bên kia đây Tùng Chú Cúc Ma huỳnh chạm tứ quý huỳnh huỳnh Chú Cúc Ma. Còn dạ là chúng em dạ chúc phòng đây, dạ chúc phòng. Dạ là dạ chúc phòng, mà em dạ chúc phòng nhá. Và cái tíu là em đục là đây, tíu đục là tíu em chạm thủng nhá, được nho sóc và là chuyện rút đây. Rất là đẹp, một trường rất là đẹp các bạn, bóng kính rất là đẹp. Và thế để kết thúc video ở đây thì em xin kính chào các bác nhé. Và các bác nào có nhu cầu sở hữu bộ trang kỷ như của vị khách hàng ở Thanh Sơn này thì liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám em nhé. Và các bác nào yêu mến video clip của đồ gỗ Tùng Tám này thì xin ấn nút like và đăng ký kênh nhé, để cập nhật hàng ngày những mẫu mã mới nhé, những chất liệu mới nhé. Và chúng em luôn luôn sản xuất những mẫu mã mới rất là đẹp đây các bạn. Đó, đặc trưng của màu gỗ đinh sáng vàng rất là đẹp. Và kết thúc video đây, em xin chân thành cảm ơn các bác nhé, chúc các bác mạnh khỏe nhé. Và em xin chân thành.